Trưa nay là mùng 2 tháng 9 lại tiếp tục nướng gà đồi, nướng than củi. Tuyệt vời luôn. Cậu cậu Giang, cậu anh vợ cháu. Đồi đây. Đó, đồi của ông bà ngoại ấy. Đây đây ông gà này, đây là gà ngoài này, gà ông ngoài nuôi này. Đó, vườn. Chọc ơi. Lâm Diễn, chị Bông đấy. Cả con được về ngoài trải nghiệm này, để biết con trâu, con bò, con gà, con vịt. Phía ngoài là một chuồng gà nuôi hơn 100 con gà. Đây là cả một quả đồi. Thanh long. Trên này là bưởi, bưởi mà quả là chó, người dân cả bi. Bưởi này. Đó, bưởi. Ở đây cái trồng cơ bản là không bán, mà là người dân cứ cho nhau dùng.